Xin chào các bạn, đây là Cỏ Vậy TV tập thứ 1, học về cỏ vậy. Hôm nay Thịnh muốn nói về mỗi cái căn bản để mở cờ. Mở cờ rất quan trọng, tại vì lúc mình mở cờ ra mà mình bị thua điểm thì hơi khó mà đánh lại để mà thắng. Mà mình mở cờ mà mình hơn điểm thì mình có thể đánh cờ thủ rồi mình thắng. Cái game nó dễ hơn. Nên như hôm nay mình sẽ học về mấy cái căn bản của mở cờ. Lúc mình mở cờ, chắc mấy bạn biết hết là mình mở trong cái góc trước. Tại vì nó dễ hơn để lấy điểm trong cái góc. Mình không có ai mở ở giữa. Hoặc ở trong giữa bàn cờ này. Bây giờ mình học cái chiêu này. Cái chiêu này nói cái gì? Thường thường mở cờ là cái chiêu nó có một câu hỏi hay là một trả lời. Cái chiêu này là một trả lời. Đen đã nói là đen muốn cái góc, muốn điểm. Nếu trắng mà tới đây, đen sẽ chơi như vậy. Lấy điểm. Mà nếu trắng tới đây thì đen lấy điểm này. Đây là con cờ này. Các bạn có hiểu con cờ này nói gì bây giờ chưa? Tôi muốn điểm. Rồi. Nếu trắng chơi con cờ này nói cái gì? Con cờ này thì cũng là nói tôi muốn cái góc, điều tôi muốn cái góc. Muốn điểm bên này, bạn chỉ được tới đây thôi. Rồi trắng sẽ chơi như vậy, lấy điểm bên góc bên phải. Nếu đen, nếu mình coi đen đánh con cờ này nói cái gì? Con cờ này nói với trắng là nếu bạn muốn qua góc thì tôi lấy ở ngoài, như vậy. Bạn muốn vô góc, tôi sẽ lấy ở ngoài. Rồi tôi tìm điểm sau. Còn nếu bạn muốn chơi ở ngoài, thì tôi thể lấy cái góc. Như vậy. Mà nếu trắng muốn đánh bên này, thì đen có hai trở đỡ bên này. Giống nhau vậy thôi. Đó là ba con cờ khác nhau. Nói khác nhau. Mà mấy bạn muốn chơi cỏ vậy hay thì phải học cái chiêu người ta nói làm gì, người ta muốn làm gì. Còn cái chiêu này thì sao? Trắng đang nói cái gì đây? Trắng nói tôi cho bạn vô góc, tôi lấy ở ngoài. Chơi như vậy, nếu đen đi vô vậy thì trắng sẽ đè. Và lấy ở ngoài. Mấy cái này là căn bản của cỏ vậy. Lúc mở cờ mình sẽ biết đối thủ của mình muốn nói gì, muốn làm cái gì. Chiêu này là ở giữa. Còn chiêu này là lấy điểm nè. Chiêu này cũng lấy điểm. Chiêu này thì lấy influence ở ngoài. Lấy cho đen điểm ở trong. Còn cái chiêu này thì làm sao cũng được. Muốn ở trong thì mình lấy ở ngoài. Muốn ở ngoài thì mình lấy ở trong. Vậy thôi. Đây là bốn cái chiêu mở cờ mà bạn sẽ thấy nhiều nhất. Bây giờ mình sẽ lưu lại cái chiêu này. Rồi mình học làm sao trắng đánh lại chiêu này. Mình thấy cái này rồi. Như vậy là hòa bình. Nhưng trắng nhiều khi không muốn vậy. Nếu trắng có một con cờ đây. Như vậy, trắng có thể đánh nằm ở trên. Đánh dùng cái shoulder hit. Cái này là kêu bằng shoulder hit, là đánh nằm ở trên á. Là
Đen phải chọn hai bên, một bên hai bên, đi bên này. Nếu đi bên này, trắng sẽ làm vậy. Rồi đen sẽ xuống dưới để đi ra ngoài. Trắng sẽ bảo vệ cái ở ngoài. Đen sẽ đi trước thêm một cái nữa, trắng đi thêm một cái. Bây giờ là đổi nhau. Đen được điểm trong cái góc cỡ 12 điểm. Trắng thì cũng cỡ 12 điểm ở ngoài. Điều cái điểm này thì chưa biết chắc chắn hay không. Điều đen thì chắc chắn rồi. Điều trong cái khu này, tại vì trắng có con cờ đây, đánh trắng đánh cái này có được, tại vì là bây giờ ở ngoài khu này là trắng rất mạnh. Nếu mà đen muốn đi như vậy cũng được, trắng sẽ đi vậy, nhảy một cái. Rồi nếu đen mà đẩy vô như vậy, trắng có thể chơi lên đây. Bây giờ trắng có hai chiêu, một ở đây, hai ở đây. Nếu đen đi qua ở B thì trắng sẽ đi ở A. Nếu đen đi ở A thì trắng sẽ đi ở B. Sao cũng được. Trắng sẽ được một một bên ngoài như vậy. Đó, đây là con cờ thứ một căn bản. Bạn phải biết nếu đen đi vậy, đen sẽ nói tôi muốn điểm, bạn lấy ở ngoài đi. Bây giờ mình qua lại con cờ thứ hai là trắng đi ở đây. Nếu đen đi ở đây là đen nói cái gì? Đen nói bạn tôi muốn điểm ở bên này, bạn có thể đi bên này, đều không đi bên này không được. Nếu trắng đi vô như vậy không có tốt. Nên chi thường thường trắng sẽ đi ở đây hoặc ở đây, ở đây hoặc ở đây, cũng có được ở đây, ở đây, ở đây, nhiều thứ lắm. Mà cái mà căn bản nhất là trắng sẽ đi đây. Đi đây nếu trắng muốn ở bên này. Mà nhiều khi đi vậy đen sẽ pincer như vậy trắng phải nhảy thôi. Rồi phải đánh, nếu trắng không muốn vậy thì đi số 2. Đen sẽ đi làm vậy. Như vậy là kêu bằng Joseki, là hai bên bằng nhau á. Cái tập này Thịnh chỉ muốn nói về căn bản thôi, nhưng không có đọc về sâu, thiệt sâu mấy cái chiêu này. Chỉ nói cho bạn biết là cái chiêu nó nói cái gì thôi. Rồi nếu cái chiêu này, cái này là rất căn bản, thì trắng có thể đi tới đây hoặc đi tới đây, tùy theo trắng muốn bên nào. Mà nếu đi tới đây, nhiều khi đen làm như vậy, pincer như vậy, thì mình có thể nhảy vô cái góc. Đen sẽ cho mình cái góc như vậy. Rồi đen lấy ở ngoài. Điều cái này là chưa phải điểm, chưa thành điểm. Có một chiêu chơi trắng có thể chơi ngay đây này. Cái đen chiêu R12 này là còn yếu. Trắng có thể đánh ở đây để làm như vậy. Đen phải connect như vậy. Anh gì? Bên ở ngoài là đen thì thấy cũng mạnh, điều trắng có thể nhiều chiêu để chơi. Cái này cũng là Joseki. Mà nếu đen không muốn làm vậy thì đen có thể làm vậy. Thì bạn có thể đưa đưa con cờ đi vô cái góc. Đen sẽ bảo vệ cái góc thì trắng đi lùi vậy. Đây là một cái basic Joseki, căn bản Joseki bạn phải biết như vậy thôi. Con cờ này
rất đơn giản, điều cũng không có khó hiểu, rất hiểu cung cờ này. Bạn biết không? Cung cờ này thì Thịnh thấy khó hiểu hơn cho nhiều người bắt đầu chơi cỏ vậy, tại vì nó có nhiều nhiều cách chơi lắm. Mà thường thường nếu bạn con cờ này nó nói mình muốn ở ngoài, mà mình, nếu mình trắng mà mình không muốn người ta cho ở ngoài, mình có thể chơi ở đây như vậy cũng được, mình lấy ở ngoài. Nếu bạn muốn cho đen ở ngoài thì mình lấy ở trong như vậy thôi. Đen sẽ làm như vậy. Hoặc chơi ở đây. Đó. Đó, đây là cuối cùng của tập thứ 1. Thịnh muốn bỏ 4 con cờ này cho bạn nhớ. 4 con cờ nói chuyện khác nhau, mình phải hiểu chuyện mình mới đánh cờ hay. Đó như vậy, đây là cuối cùng của tập 1. Tập số 2 Thịnh sẽ nói mở cờ vô tiếp chiêu thứ 2. Đây là chiêu thứ 1 của cái gấp thôi. Nên chỉ nếu bạn hiểu được mấy cái này thì bạn sẽ được mạnh lắm. Căn bản là quý nhất trung ký học về có vậy. Nhiều người đánh lên 5Q tới 1Q mà mấy cái căn bản cũng không hiểu, nên chi khó mà lên được đan lắm. Nên chi muốn lên đan thì phải căn bản phải mạnh trước. Nếu bạn nhớ được 4 con cờ này nói cái gì thì bạn sẽ cờ của bạn sẽ mạnh lên. Nên chi mỗi lần mình chơi cờ mình phải biết con cờ mình nói cái gì, hoặc con cờ của cầu thủ mình nói cái gì. Đó thôi ha. Hẹn gặp lại tập thứ 2. Chào.